Xin chào, chào mừng các bạn đang quay trở lại với Thế Kỷ 22. Là con gái ai chẳng muốn xinh đẹp đúng không nào? Thế nhưng nếu nét đẹp đó bị biến dạng hay là bị lố lăng quá đà thì sẽ trông như thế nào nhỉ? Thử tưởng tượng nha, nếu bạn sở hữu một đôi chân dài 2m, một vòng eo con kiến nhưng đôi bồng đảo lại siêu to khổng lồ thì bạn sẽ làm thế nào? Ngay bây giờ, nếu bạn chưa hết ngỡ ngàng hãy cùng với Xu Hương khám phá ngay và luôn top những cô nàng có vẻ đẹp lạ lùng nhất trên thế giới nha! 10 cô gái có đặc điểm cơ thể kỳ lạ. Số 10. Cô gái Sarah Charles. Sarah Charles, 29 tuổi, đến từ Minnesota, Mỹ. Cô mắc chứng rối loạn di truyền. Bệnh này gây ức chế khả năng sản xuất collagen của cơ thể, khiến da người bệnh bị lão hóa sớm, chảy xệ, nhăn nheo. Thế nhưng, Sarah vẫn mạnh mẽ bước tới và gia nhập làng người mẫu. Cô từng trải qua 10 năm niên thiếu với sự mặc cảm tự ti khi cô lúc nào trông cũng già hơn rất nhiều so với tuổi thật. Phải đến khi 23 tuổi, cô mới thực sự chấp nhận bản thân mình với thái độ tích cực và quyết tâm theo đuổi ước mơ. Bởi vậy mà Sarah không ngại phô làn da nhăn nheo chảy xệ. Có thể trong tương lai, các nhà khoa học sẽ sáng chế ra thuốc tái tạo làn da để giúp những người lão hóa có được làn da đẹp và vòng ba như thiếu nữ. Số 9. Cô gái Marie Makura. Marie Makura, 22 tuổi, đến từ California. Sinh ra với chứng u nang dị dạng, một tình trạng bẩm sinh hiếm gặp nơi các túi chứa đầy chất lỏng phát triển xung quanh mặt hoặc cổ. Khối u khiến gương mặt của cô biến dạng, không thể ăn uống hay nói chuyện bình thường. Không để hoàn cảnh khó khăn khiến mình chùn bước, Marima luôn đam mê trang điểm và trong một lần tình cờ, cô gái trẻ đã tự lập nên một trang vlog cho riêng mình. Cô không thể ngờ rằng quyết định này đã đưa cuộc sống của cô bước sang trang mới đầy màu sắc và thành công. Khi mỗi ngày, vlog của cô lại càng thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube. Số 8. Cô gái Chelsea Chams. Có một cô gái khiến tất cả mọi người phải ghen tị khi có vòng một khủng, đó chính là Chelsea Chams. Sách kỷ lục đã ghi nhận cô là người có đôi vòng một tự nhiên lớn nhất thế giới khi mỗi bên quả núi của cô nặng 12,7kg và số đo lên đến 259cm. Do sở hữu hai quả núi to quá khổ nên cô cũng cần phải có chiếc áo ngoài cỡ sao cho tương xứng. Bởi vậy, cô cũng gặp khó khăn khi mang theo hai quả núi khác thường trên người. Thậm chí cô từng rất xấu hổ, không dám bước ra khỏi nhà. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cô phần nào lấy lại được sự tự tin của mình. Có lẽ chính sự nổi bật này sẽ khiến nhiều bạn đồng nghiệp khác giới sẽ phải trầm trồ hoảng hốt khi thấy điều này. Số 7. Rose Gale. Người phụ nữ tên Rose Gale đến từ bang Oregon, bắt đầu mọc râu năm 13 tuổi. Trong khi chưa được chuẩn đoán chính thức, Rose tin rằng căn bệnh mà cô gặp phải là do sự kết hợp của hội chứng buồng trứng đa năng và gen di truyền. Suốt thời niên thiếu, Rose luôn cảm thấy xấu hổ. Năm 24 tuổi, Rose trải qua nhiều liệu trình tẩy lông đau đớn trong hơn 2 năm, thậm chí bằng phương pháp tia laser với chi phí 2.000 USD. Nhưng cuối cùng, kết quả cũng không khả quan. Mỗi ngày, Rose phải dành ra 15 phút để cạo râu, lau mỡ ngực và cánh tay. Nhưng chỉ sau mấy tiếng, chúng lại mọc lại. Cuối cùng, cô quyết định giữ nguyên bộ râu của mình. Cô cảm thấy mình nữ tính hơn và tự tin mặc những chiếc áo khoác sâu cổ. Số 6. Cô nàng Alia Nasirova. Ngoài đời thật xuất hiện một nàng công chúa Rapunzel tóc dài miên man, đó là Alia Nasirova. Alia Nasirova, 27 tuổi, ở thủ đô Riga, đã dành 20 năm để nuôi tóc dài 2,2 mét và nặng đến 2kg. Alia thường mất gần cả ngày để sấy khô và 1 giờ để chải tóc. Mái tóc của cô luôn gây ra sự chú ý cho mọi người xung quanh khi đi ra ngoài đường. Chồng của cô là Ivan Balaban đã rất yêu đặc điểm này của vợ và tự hào vì cô đã kiên trì nuôi dưỡng nó suốt nhiều năm. Vì mái tóc dài của Alia nên hai vợ chồng của cô thậm chí phải lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng để có thêm thời gian chăm sóc cho mái tóc kỳ công này. Số 5. Elisani de Krasilva. Làm thế nào mà bạn có thể tán tỉnh hoặc cưa đổ một cô gái mà mình thích, trong khi cô gái ấy không những xinh đẹp lại có đôi chân dài đến 2m? Sự chênh lệch đó tưởng chừng sẽ chỉ đi vào ngõ cụt, nhưng với cô nàng Elisani de Krasilva thì hoàn toàn khác. Krasilva đến từ Brazil,
chỉ mới 18 tuổi nhưng đã cao 2,5m, trong khi bạn trai của cô có chiều cao khá khiêm tốn, chỉ 1m6. Sở dĩ có hình dáng khổng lồ như vậy là do ngày trước, Greg Silva có một khối u trong tuyến yên trong cơ thể. Từ khi 11 tuổi, Greg Silva đã phát triển nhanh hơn các chị em trong gia đình khi đạt chiều cao 2,05m. Chính việc phát triển chiều cao quá nhanh này đã khiến cô không thể đứng vừa xe buýt tới trường. Do bị mọi người trêu chọc nên Greg Silva đã quyết định bỏ học để theo đuổi ước mơ là làm người mẫu. Greg Silva đã phải chịu nhiều sự kỳ thị của bạn bè, nhưng may mắn thay cô đã gặp người đàn ông của đời mình. Mới đây, Greg Silva đã chấp nhận lời cầu hôn lãng mạn của bạn trai trên bãi biển ở Brazil. Số 4. Cô gái Rosalie Bracco. Chiếc lưỡi đúng là có tác dụng thần kỳ, nó giúp chúng ta có nụ hôn ngọt ngào hơn. Nhưng có khi nào bạn tự lè lưỡi mình ra, đo xem nó dài bao nhiêu chưa? Rosalie Bracco năm nay vừa 20 tuổi và sống tại bang Florida. Ngoài vẻ xinh xắn đáng yêu của mình, thì cô còn luôn được mọi người gọi là cô bé lưỡi dài. Rosalie bắt đầu trở nên nổi tiếng khi chụp ảnh chiếc lưỡi dài đăng lên Instagram và được mọi người chú ý đến. Dù rất nhiều người tỏ ra nghi ngờ cũng như là cho rằng cô bé đã photoshop để chém gió, nhưng Rosalie chỉ điềm tĩnh đáp lại bằng cách quay video cho mọi người xem. Rosalie có thể liếm được khuỷu tay, mắt và thậm chí là cả tai. Với chiếc lưỡi dài đến 11,4cm, cô đã phá vỡ những kỷ lục về lưỡi trước đó. Số 3. Cô gái eo con kiến Kelly Lee DK. Những cô gái sở hữu vòng eo 60 tuy đã nhỏ nhưng chưa là gì so với cô nàng Kelly Lee DK. Lấy cảm hứng từ sự yêu thích nhân vật hoạt hình mang tên Jessica Rabbit, người mẫu 27 tuổi Kelly đã bắt đầu đào tạo vòng eo của mình bằng chiếc áo corset thép xương. Trong vòng 7 năm, Kelly đã sở hữu vòng eo siêu nhỏ gần 39cm. Kelly có vòng 1 và vòng 3 nảy nở, trong khi vòng 2 của cô lại nhỏ xíu trông như chiếc đồng hồ cát. Tuy nhiên, để có được vòng eo nhỏ 39cm, Kelly đã phải gặp một số vấn đề trong việc vận động. Chiếc áo corset khá vướng víu khi cô bước lên cầu thang. Thậm chí, cô còn trải qua những cảm giác đau đớn khi siết chặt những chiếc xương sườn. Số 2. Beatrice Buckley. Ngay từ khi chào đời, cơ thể Beatrice Buckley, 22 tuổi, đến từ Brazil, gần như đã phải phủ kín bởi các vết chàm. Cô mắc bệnh bất sắc tố bẩm sinh khổng lồ. Từ khi 6 tháng tuổi, Beatrice đã phải phẫu thuật loại bỏ các vết chàm bởi chúng có thể gây ra ung thư da. Dù trải qua 40 lần đau đớn, tình trạng của Beatrice không mấy khả quan. Các vết bớt vẫn xuất hiện khắp cơ thể, thậm chí Beatrice bị bạn bè gọi là chó đốm. Từ đó, cô quyết định ngừng chữa trị và dần học cách chấp nhận và trân trọng vẻ ngoài khác biệt nhưng xinh đẹp của mình. Vượt qua mọi ánh mắt dị nghị, cô gái 22 tuổi trở thành hình mẫu cho những người mắc bệnh bất sắc tố bẩm sinh trên toàn thế giới. Số 1. Chase Kennedy. Chase Kennedy đến từ bang California, Mỹ với chiều cao là 1m95. Mới đây, Chase đã chia sẻ nhiều về chiều cao của mình cũng như là đôi chân dài miên man. Chase được thừa hưởng chiều cao từ gen di truyền, bố cô cao 2m, cô mẹ cao 1m80. Chính vì vậy, từ lúc 13 tuổi, Chase đã cao đến 1m85. Thời điểm đó, cô rất tự hào về chiều cao của mình. Chase quá nổi bật với chiều cao và giúp cô giành lợi thế khi tham gia các giải thi đấu. Bên cạnh đó, Chase nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các công ty người mẫu. Chase Kennedy đang là cô gái giữ kỷ lục có đôi chân dài nhất thế giới. Thế nhưng, khi chiều cao quá khủng như vậy, Chase bắt đầu cảm thấy phiền toái. Tỷ lệ chiều dài chân với chiều cao cơ thể của Chase vượt quá ngưỡng tỷ lệ vàng nên cô không còn là người mẫu đắt giá. Với thân hình hươu cao cổ như vậy, việc lựa chọn bạn trai cũng trở nên khó khăn. Chưa bao giờ Chase kết đôi với một người bạn trai cao hơn mình. Điều đó khiến cô cảm thấy tủi thân và luôn có cảm giác phải che chở cho người yêu. Đúng là chân dài quá cũng không phải là một lợi thế đúng không các bạn? Wow, sau khi điểm qua những cô nàng có nét đẹp kỳ dị và các bộ phận trên cơ thể lạ thường nhất trên thế giới, bạn cảm thấy ấn tượng với ai nhất? Hãy comment ngay bên dưới nha. Và đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và chuông đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video hấp dẫn nào hết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!